Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, năm 2020 có lẽ là một năm đã quá nhiều mất mát đau thương, kinh hoàng đối với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là đối với đất nước Trung Quốc. Ngay khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc tiếp tục phải vật lộn với hàng loạt thảm họa khác, với gần 50 triệu dân phải hứng chịu nhiều loại thảm họa tự nhiên chỉ trong nửa đầu năm. Đặc biệt vào ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 vừa qua, ở Cát Lâm và nhiều địa phương khác của Trung Quốc xuất hiện dị tượng cây cối. Theo quan niệm của người Trung Quốc xa xưa, đây là điềm đại hung, báo hiệu sắp có chiến tranh hoặc người đứng đầu thể chế nào đó sắp xảy ra chuyện. Vậy dị tượng xảy ra ở đất nước Trung Quốc là gì? Liệu rằng đó có phải điềm báo vận mệnh Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo, khu vực xảy ra mưa băng nhiều nhất là tỉnh Quý Châu, tiếp đến là các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây. Trong đó, vùng núi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn vùng đồng bằng. Mưa băng trong lịch sử tương đối hiếm gặp ở tỉnh Cát Lâm. Theo các chuyên gia cho biết, từ năm 2010 cho đến nay, chưa có trận mưa băng nào xảy ra tại thành phố Trường Xuân. Con người hiện đại ngày nay thường giải thích rằng mưa băng là hiện tượng thời tiết khi những giọt mưa siêu lạnh rơi xuống mặt đất hoặc các vật thể tiếp xúc liền nhanh chóng ngưng tụ thành băng. Tuy nhiên, theo thuyết thiên nhân cảm ứng của người Trung Quốc cổ đại, mưa băng là một hiện tượng thời tiết bất thường, được coi là điềm báo xấu, cũng giống như dị tượng sao chổi hay nhật thực vậy. Do mưa băng ngưng tụ và bao bọc bề mặt cành cây giống như áo giáp, nên được người xưa coi đây là dấu hiệu của binh đao. Ngoài ra, dân gian Trung Quốc còn lưu truyền một câu thành ngữ như sau: mộc sinh giá, đạt quan phạ. Tạm dịch là cây sinh băng giá, quan lớn phải sợ. Dân gian tin rằng mưa băng là điềm báo trước cái chết hoặc đại họa của một vị quan chức quyền quý hoặc người đứng đầu thể chế nào đó. Vì vậy, những người làm quan, quyền cao chức trọng đều e ngại dị tượng này. Người Trung Quốc cổ đại gọi mưa băng là mộc băng. Trong Hán thư có ghi lại, thời Xuân Thu, năm Thành Công thứ 16, tháng Giêng mưa lớn có mộc băng. Học giả Nho giáo Tây Hán là Lưu Hâm cho rằng, băng là do âm khí quá thịnh, mà mộc là thiếu dương, tượng trưng cho tầng lớp quyền quý, đại thần công khanh. Nếu những người này chuẩn bị gặp tai họa, âm khí sẽ đe dọa cây cối, cây trước hết sẽ bị lạnh, mưa xuống sẽ thành băng. Dị tượng cảnh báo ứng nghiệm. Năm Thành Công thứ 16, Thúc Tôn Kiều Như chạy đến nước Tề, công tử Yển bị xử tử. Ngoài ra, cũng trong năm này, nước Tấn bắt giữ Quý Tôn Hàng Phụ, lại bắt giữ Lỗ Thành Công. Chính bởi những người thuộc tầng lớp quan công quý tộc như vậy đều phải chịu nỗi nhục cầm tù, cho nên mới có dị tượng mộc băng. Cũng có người cao tuổi gọi lái thành mộc giới. Giới chính là chỉ áo giáp, mà áo giáp lại là tượng trưng cho chiến tranh. Trong một năm này, nước Tấn diễn ra trận Yên Lăng, Sở Vương vì bị bắn vào mắt nên bại trận. Đến thời nhà Đường, dân gian bắt đầu lưu truyền câu thành ngữ mộc sinh giá, đạt quan phạ, cây sinh băng giá, quan lớn phải sợ. Theo Cựu Đường Thư, quyển 95, Duệ Tông Chư Tử chép rằng, Lý Hiến là con trưởng của vua Đường Duệ Tông, cũng là huynh trưởng của vua Đường Huyền Tông, Lý Long Cơ. Mùa đông năm Khai Nguyên thứ 29, tức năm 741, kinh thành Trường An xuất hiện dị tượng cây cối bị sương giá bao phủ. Khi đó các học giả đều cho rằng mưa mộc băng thời Xuân Thu chính là như vậy. Nhưng Lý Hiến nhìn cảnh này lại nhớ đến câu đồng giao, mộc sinh giá, đạt quan phạ, liền biết bản thân đã đến cực hạn. Quả nhiên không lâu sau, Lý Hiến qua đời ở tuổi 63. Trong cuốn Kim Sử Ngũ Hành Chí cũng thuật lại một lần xuất hiện dị tượng mộc băng ở nước Kim. Vào năm Kim Tuyên Tông Trinh Hiệu thứ nhất, năm 1213, tháng 12 năm Ất Mão, mưa lớn có mộc băng. Bấy giờ ở Vệ Châu lưu truyền câu đồng giao, đoàn loan đông, bách bán niên, hàn thực tiết, một nhân yên. Mùa đông tròn chia nửa năm, đến Tết hàn thực cũng không thấy khói bếp các nhà. Kết quả là đến tháng Giêng năm sau, quân Nguyên công phá Vệ Châu, tàn sát, cướp bóc, khiến cho Vệ Châu trở thành một tòa thành hoang tàn tiêu điều. Các sử quan đều tin rằng mộc băng xảy ra trước đó chính là điềm báo đại hùng. Theo ghi chép của nhà thư tịch thời Minh, Lang Anh, trong Thất Tu Loại Cảo, quyển 5, mộc băng chính là hiện tượng mưa xuống, cây cối đọng lại thành băng, dân gian gọi là mộc xá. Mưa và băng tạo thành những bông hoa băng trên cành cây, nhiệt độ cực lạnh khiến cho hoa lá cây cối đều bị ảnh hưởng. Trong ngũ hành, mộc là thiếu dương, thường để chỉ người quyền quý, đại thần, công khanh. Câu thành ngữ mộc sinh giá, đạt quan phạ, ý tứ cũng tương tự.
mùa đông năm Bính Tuất, sương sớm rơi xuống. Trong thời gian ngắn, cỏ cây hoa lá đều phủ một màu trắng toát. Cành cây ngọn cỏ đều trở nên tinh xảo như những đóa hoa băng. Mùa xuân năm sau, Lý Văn Đạt bỏ mạng. Đây không phải là một minh chứng rõ ràng hay sao? Ở đây, Lăng Anh nhắc đến một trận mưa băng xảy ra vào mùa đông năm Thành Hoa thứ hai, tức năm 1466. Không lâu sau, Lý Hiền, đại học sĩ Điện Hoa Cái qua đời. Ông là một trong những vị đại thần tài giỏi hiếm có trong lịch sử của nhà Minh, được phong hiệu là Văn Đạt. Vào cuối thời nhà Thanh, một số người đã lấy câu ca dao này để đối ứng với các sự kiện quan trọng trong lịch sử cuối triều Thanh. Theo Mãn Thanh Bí Sử, Tân Yến Ngữ, Quyển Thượng, Kinh Ngạn Hữu Nghiệm của Lôi Trấn có ghi chép lại. Kinh thành lưu truyền câu ca, Lưỡng Vũ Mộc Giá, Đạt Quan Phạ. Mới nghe qua thì không hiểu lắm, nhưng đọc kỹ lại thì có lẽ là nói về việc mưa tuyết phủ rừng rậm kết thành băng giá như khung. Nhớ lại trong Hán thư Ngũ Hành Chí có viết, những người già gọi mộc băng là mộc giới, giới nghĩa là giáp, là tượng trưng cho chiến tranh, bình biến. Cho nên mộc giá trong câu ngắn ngữ và mộc giới liệu có phải là lỗi sai về âm? Theo người dân ở Kinh Sư, câu ngắn ngữ này đã có ứng nghiệm. Tương truyền vào mùa xuân năm Giáp Thân Thuận Trị, từng xuất hiện dị tượng này, thế lực phản Thanh phục Minh không ngừng hồi phục. Mùa xuân năm Quang Tự Canh Tý cũng có mộc băng, báo hiệu sắp có loạn thổ phỉ cướp bóc. Đến cuối tháng Chạp năm Canh Tuất, tuyết phủ dày cả thước, người dân ở Kinh Đô lại lần nữa nhìn thấy hiện tượng này. Họ cho đó là có điểm xấu, nói rằng nếu không phải là thiên tai thì ắt có nhân họa. Quả nhiên, bệnh dịch hạch bùng phát không bao lâu thì Mãn Châu, Mông Cổ, Vân Nam đều có kẻ địch mạnh lăm le dòm ngó. Lại không lâu sau, mực nước các tỉnh Hồ Nam, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang liên tục dâng lũ cảnh báo. Không chỉ vậy, quân cách mạng ở Hồ Bắc cũng trỗi dậy. Thiên tai nhân họa thi nhau kéo tới, triều Thanh trở thành đống đổ nát. Câu ca dao quả thật đã được nghiệm chứng. Lôi Trấn tin rằng những thiên tai nhân họa như cuộc nổi dậy của Nghĩa Hòa Đoàn, bệnh dịch, lũ lụt, chiến tranh xảy ra trong suốt 200 năm từ khi nhà Minh suy vong, nhà Thanh hưng thịnh đến khi cách mạng nổ ra đều được dự báo trước bằng mấy lần mộc băng và câu ca dao vũ mộc giới đạt quan phạ, mưa mộc băng quan lớn sợ. Vậy thì ngày nay, khu vực Đông Bắc Trung Quốc liên tiếp xuất hiện hiện tượng mưa băng quy mô lớn sẽ báo hiệu cho sự kiện lớn nào sắp xảy ra trong tương lai. Quý vị thân mến, Trung Quốc bắt đầu năm Canh Tý 2020 bằng sự bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán, dịch hạch, mưa đá, lốc xoáy và liên tục trong 6 tháng sau, mùa mưa bão ở Trung Quốc cũng bắt đầu một cách thật khác thường. Ngoài mưa lớn đến rất lớn, như chưa đủ áp lực lên quả bom hẹn giờ nằm giữa Trung Quốc, những trận động đất liên tục xảy ra gần đập Tam Hiệp cũng khiến giới quan sát nín thở lo lắng cho số phận người dân hạ lưu Trường Giang. Thiên tai đại họa liên tiếp xảy ra khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và họ cho rằng những điều này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những hành động sai lầm trong lịch sử tồn tại của mình, đã liên tục gây tội ác với chính nhân dân của mình và cả thế giới. Vậy sự thật trong quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nên những tội ác tày trời gì và điều đó đã gây nên những hậu quả đáng tiếc gì? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cảnh báo lũ lụt đã đưa ra ngày thứ 31 liên tiếp kể từ ngày 2 tháng 6. Tính đến ngày 26 tháng 6, 26 tỉnh thành ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Số người bị ảnh hưởng lên tới 13,74 triệu người. Số người chết, mất tích là 81. Số người phải di tản và tái định cư khẩn cấp là 744.000 và hơn 10.000 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế là 27,8 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, do lịch sử che giấu thông tin của chính quyền Trung Quốc, ngoại giới vẫn đang nghi ngờ về con số thương vong thực tế. Đại họa, dị tượng liên tục xảy ra. Thật kỳ lạ, mưa lũ tập trung quá nhiều vào các khu vực quanh dòng sông Dương Tử vĩ đại, nơi có con đập Tam Hiệp đầy tai tiếng. Nó tai tiếng bởi năm 2017, khối lượng nước khổng lồ tích trữ tại đập Tam Hiệp đủ để làm thay đổi chuyển động quay, làm lệch cực từ và biến đổi hình dạng vỏ trái đất. Năm 2019, một bức ảnh vệ tinh cho thấy đập bị cong, sau đó ông Vương Duy Lạc, chuyên gia thủy điện sống ở Đức, đã tiến hành một nghiên cứu phát hiện các vấn đề an toàn và kỹ thuật nghiêm trọng của đập Tam Hiệp vượt xa ước tính ban đầu của tác giả. Có thể nói đập Tam Hiệp như quả bom hẹn giờ treo trên đầu dân Trung Quốc. Từ đó đến nay, vấn đề vỡ đập vẫn luôn được quan tâm. Nhưng khi mùa mưa lũ năm 2020 bắt đầu một cách kỳ dị, chủ đề này càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Có người đã bình luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc từng ví mình như lửa sẽ thiêu rụi người biểu tình Hồng Kông. Người Hồng Kông sau đó nhắn nhủ nhau,
hãy là nước. Giờ cả thiên địa dường như cũng đứng về phía người dân Hương Cảng, tập trung nước vào uy hiếp cái đập kia và hàng trăm triệu dân Trung Quốc. Cùng với đó là liên tiếp những dị tượng như mưa đá, tuyết rơi trái mùa, dông lốc, vòi rồng, hiện tượng một giây tối sầm, một giây dông tố, cùng nguy cơ núi lửa 500.000 năm chưa hoạt động bỗng thức giấc ở phía Bắc và khả năng bị xâm nhập bởi đàn châu chấu dài 7 km từ phía Tây. Trung Quốc đang đối diện với nhiều nguy cơ một cách kỳ lạ. Nhiều người bình luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc quá tàn ác. Trong lịch sử tồn tại của mình, đã liên tục gây tội ác với chính nhân dân của mình và cả thế giới. Những cuộc thanh trừng tam phản, ngũ phản, cách mạng văn hóa, vỡ đập Bản Kiều, thảm sát Thiên An Môn, kế hoạch sinh đẻ, vu oan đàn áp, mổ cướp nội tạng Pháp Luân Công, đàn áp, mổ cướp nội tạng người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, che giấu đại dịch SARS, nổ nhà máy hóa chất Thiên Tân, cháo trở lật lọng với người Hồng Kông, giấu giếm dịch bệnh với thế giới. Vẫn biết nó gây ra biết bao tội ác tày trời, nhưng sao người dân Trung Quốc bị lừa dối và bị cai trị trong vô minh lại phải gánh chịu hậu quả đầu tiên? Chẳng lẽ đạo trời bất công? Đạo trời thể hiện trong văn hóa truyền thống của chính Trung Hoa vĩ đại đã từng có khái niệm gọi là cộng nghiệp, là nghiệp lực của cả cộng đồng tạo ra. Vì vậy sẽ có hình thức trừng phạt chung, báo ứng cho tất cả những người làm trái với thiên lý. Đây có thể chỉ là một khái niệm chưa chứng minh được, nhưng nó cũng chỉ ra một quan sát tinh tế của người xưa, rằng dân tin theo quan một cách thiếu lý trí, đó cũng là một cái tội. Dù có bị lừa dối bởi chính quyền, nhưng mau chóng tin theo, không dùng lý trí thanh tỉnh mà nhìn nhận vấn đề, còn về hùa với chính quyền giúp làm vững mạnh thêm sự bịa đặt, vu khống, nhân dân không thể nói mình là hoàn toàn vô tội. Hoàng đế ra lệnh vô lý, quần thần phối hợp chặt chẽ, chính phủ gấp rút cổ suý, bách tính nhiệt tình truy cứu, khiến lời nói dối và cuộc bức hại trái với thiên lý như được tiếp thêm sức mạnh, nhân dân lẽ nào hoàn toàn vô tội. Trong tác phẩm về thiên văn học, dịch học, Ất Tỵ Chiêm của Lý Thuần Phong nhiều lần xuất hiện câu nói, lấy đặc xá, miễn xá để hóa giải thiên tai. Tại sao việc đặc xá thiên hạ, giải quyết án oan lại có thể hóa giải thảm họa? Liệu có phải nguồn gốc của một số loại thiên tai chính là sự trừng phạt của thần với những án oan lớn tại nhân gian? Vì vậy, lấy ân xá để hóa giải án oan chính là giải quyết tận gốc của vấn đề, tự nhiên có thể hóa giải được thiên tai tương ứng. Tất nhiên, Ất Tỵ Chiêm không nói trực tiếp nguyên nhân, vì người xưa hiểu rằng tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt. Một loại giả thuyết như thế này, nếu không chính xác, thì vì sao vẫn tồn tại trong lịch sử dài đằng đẵng của nhân loại? Không chỉ ở Trung Hoa cổ đại, mà các vua chúa Đại Việt xưa cũng hay dùng cách đặc xá thiên hạ để hóa giải thiên tai, đại nạn. Chẳng phải nếu không có tác dụng, nó sẽ bị lịch sử đào thải hay sao? Nhưng Ất Tỵ Chiêm cũng nói, chỉ có một số thiên tượng nhất định mới có thể được giải quyết bằng ân xá. Oán thán ngút trời từ việc cả một cộng đồng dân chúng, cả một vương triều đều bị lừa mà hùa vào cùng hành ác. Thì trong chính lịch sử của Trung Quốc cũng cho thấy, thiên địa ắt có biện pháp mà không nương tay. Quý vị thân mến, những thiên tai dị tượng xảy ra ở Trung Quốc cùng với đó là đại dịch Covid-19 đã khiến người dân Trung Quốc và cả thế giới phải bàng hoàng vì hậu quả mà nó để lại. Một năm 2020 đầy biến cố đã qua đi, mong rằng năm 2021 sẽ có nhiều khởi sắc, chúc cho tất cả chúng ta đều bình an và hạnh phúc. Và quý vị nghĩ sao về những hiện tượng đã xảy ra ở đất nước Trung Quốc? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!